Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay kênh video của Trọng Nhà Thờ, đơn vị chuyên thi công nhà thờ họ từ đường bằng gỗ, bằng bê tông, xin gửi tới quý vị và các bạn một cái mẫu thiết kế nhà thờ 3 gian có kích thước tổng thể là 9m x 66 hoặc có thể là 7m, nếu mà tính cả bậc thì là gần 8m. Thì cái này là làm theo kiểu chữ đinh, là sử dụng là toàn bộ là cái cấu gỗ gạch ngói cổ và hiên cột đá xanh Thanh Hóa. Thì hiên là lát đá và cột đá tạo sự đồng bộ khỏe khoắn. Hệ vị kèo là làm theo lối trồng giường, còn trồng đấu sen, hiên là tiền kẻ hậu bẩn. Thì đối với cái quy mô của mặt bằng thì của 3 gian là 9m, gian giữa là 2m83, hai gian bên là 2m75, lòng nhà là 4m rưỡi, hiên 1m rưỡi và có hậu cung ở gian giữa khoảng 1m. Phía sau là phục vụ là thờ tự gian giữa và hai bên là để uống nước tiếp khách. Cái hệ kết cấu con trồng đấu sen thì nó cũng là một cái hệ kết cấu mang lại cái độ đồ sộ cũng như là rất là cầu kỳ về hoa văn. Đấy, ví dụ là có thể là các bạn có thể nhìn một số cái hình ảnh minh họa đơn vị trong một thời đã từng làm, thì hệ vi kèo trồng giường đấu sen nó là một cái vi kèo rất ưu điểm để diễn tả độ đục chạm bóng kênh. Đối với cái không gian thờ tự thì là ở gian giữa, còn hai gian bên là uống nước và tiếp khách. Thì đơn vị trọng bàn thờ cũng có tận dụng là cái khu vực vách Quý Thuận là làm giá để rượu và đục tranh từ quý. Hiên là sử dụng làm cột đá xanh nhưng mà kẻ lên bảy, đục cho lối hoa lá, tạo độ mềm mại và độ cong uốn dẻo của cung bảy. Bảy thì là uốn cung cong rất là nhiều. Các bạn có thể nhìn rất là rõ cái trực diện cái ba gian thờ. Nhà thờ thì gian giữa là thờ cúng, hai gian bên là để uống nước tiếp khách, có thể một bên để sập gụ, tủ tre và có thể một bên để trương kỷ và tủ tre. Còn ở gian giữa thì chắc chắn vẫn là bàn thờ. Thì gỗ sử dụng ở trong công trình thì là sử dụng gỗ lim không ôm tâm, một mặt là phần cật, một mặt là bám tâm, một mặt thì là áp tâm. Chân tả cũng giống như cái vật liệu kê đệm thì là dùng đá xanh Thanh Hóa, cụ thể là dùng đá xanh rêu. Thì vừa rồi thì là đơn vị trọng nhà thờ cũng đã gửi đến các bạn một cái mẫu nhà thờ 3 gian. Thì cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ đơn vị trọng nhà thờ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.